Xin chào thầy và các bạn, em là Matthew, đại diện nhóm y học cổ truyền 47. Hôm nay em xin phép được báo cáo chuyên đề các rối loạn đi tiểu. Đầu tiên, em sẽ trình bày về 3 tiêu chuẩn đi tiểu bình thường. Thứ nhất là đi tiểu theo ý muốn, tức là khả năng kiểm soát việc bài tiết nước tiểu của cơ thể. Nói một cách dễ hiểu hơn là khi chúng ta có nhu cầu đi tiểu thì đi tiểu, còn không có nhu cầu thì chúng ta có thể tự nhịn tiểu. Thứ hai là đi tiểu dễ chịu, đó là cảm giác thoải mái, thư giãn khi bài tiết nước tiểu, khi đi tiểu không cảm thấy đau buốt. Và thứ ba là đi tiểu hiệu quả, có nghĩa là nước tiểu sẽ thoát qua ngã niệu đạo và tiểu xong trong bàng quang sẽ không còn nước tiểu. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về rối loạn đi tiểu. Đi tiểu là một quá trình phức tạp được kiểm soát bởi hệ thống thần kinh, cơ bắp và cơ quan. Vậy, rối loạn đi tiểu là gì? Rối loạn đi tiểu là bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quá trình lưu trữ hoặc bài tiết nước tiểu. Rối loạn đi tiểu có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở phụ nữ và người lớn tuổi. Tiếp theo, các rối loạn đi tiểu bao gồm tiểu không tự chủ. Tiểu không tự chủ là tình trạng rò rỉ nước tiểu không kiểm soát. Thứ hai là tiểu khó. Tiểu khó là tình trạng người bệnh phải dùng sức để rặn hoặc rặn rất lâu để ra nước tiểu. Thứ ba là tiểu đêm. Tiểu đêm là tình trạng thức dậy một hoặc nhiều lần trong đêm để đi tiểu. Thứ tư là tiểu són. Tiểu són là tình trạng rò rỉ nước tiểu không kiểm soát khi bạn thực hiện các hoạt động thể chất khiến tăng áp lực lên bàng quang, chẳng hạn như ho, hắt hơi, cười hoặc tập thể dục. Ngoài ra thì còn có bàng quang tăng hoạt động và bí tiểu. Tiếp theo sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của rối loạn đi tiểu. Ví dụ như nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, tiền sử phẫu thuật, mang thai hoặc béo phì, bàng quang tăng hoạt, bàng quang hoạt động kém, tác dụng phụ của thuốc và suy giảm nhận thức. Về chẩn đoán rối loạn đi tiểu thì gồm, thứ nhất là xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, chụp X quang, khám bàng quang và siêu âm. Tiếp theo là điều trị rối loạn đi tiểu thì mình sẽ sử dụng thuốc hoặc vật lý trị liệu hoặc là phẫu thuật và thay đổi lối sống. Cuối cùng là phòng ngừa rối loạn đi tiểu, chúng ta cần uống nhiều nước, đi tiểu thường xuyên, tập thể dục, duy trì cân nặng hợp lý, tránh hút thuốc lá, hạn chế tiêu thụ caffeine và rượu. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.